Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Điệp mắc hội chứng cổ vai tai, thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm là tình trạng đĩa đệm cột sống lệch ra khỏi vị trí bình thường của chúng, thường xảy ra ở vùng cổ và thắt lưng, từ đó chèn ép vào các thụ thể cảm nhận ở dây thần kinh, gây đau đớn. Căn bệnh này diễn ra theo các giai đoạn, lần lượt từ khi đĩa đệm bị phình lên, giai đoạn 1 đến lồi, giai đoạn 2 đến thoát vị thực sự, giai đoạn 3 và cuối cùng là thoát vị có mảnh rời, giai đoạn 4. Nếu người bệnh không điều trị kịp thời thì có thể gặp phải các biến chứng rất nguy hiểm như đau lưng, nhức nhối, khó khăn trong việc cử động, không thể sinh hoạt bình thường, thậm chí còn có trường hợp bị liệt. Dấu hiệu nhận biết bệnh: khi thấy một hoặc một vài triệu chứng dưới đây, rất có thể bạn đã bị thoát vị đĩa đệm, nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và có các biện pháp điều trị kịp thời. Khi thoát vị vùng đốt sống cổ, bệnh nhân thường xuyên đau vùng vai, gáy, dọc từ cổ tay xuống bàn tay. Ngoài ra, vùng cổ của bệnh nhân cũng khó hoạt động, đồng thời thấy đau đầu và choáng váng. Khi thoát vị ở vùng đốt sống thắt lưng thì có triệu chứng đau thắt lưng và các dây thần kinh liên sườn. Mỗi lần ho, hắt hơi hay đi đại tiện thì cơn đau sẽ tăng lên, cơn đau sẽ theo hình cung, từ đằng lưng ra phía ngực trước. Nếu cơn đau quá dữ dội, người bệnh có thể mất cảm giác ở vùng mông và chân, nặng nhất là liệt hoàn toàn. Ngày nay, các chuyên gia đã nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích được các nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Những nguyên nhân phổ biến nhất được chỉ ra là: 1. Thoái hóa một cách tự nhiên. Khi càng về già, mức độ thẩm thấu của đĩa đệm càng giảm đi. Đây là nguyên nhân tự nhiên mà hầu hết người già đều mắc phải. 2. Do hoạt động với tư thế không đúng. Sự cong vẹo cột sống thường do những thói quen xấu trong quá trình hoạt động như nằm, ngồi, mang vác không đúng tư thế hoặc quá nặng, cuối cùng làm thay đổi vị trí đĩa đệm, thay đổi cấu trúc bao sơ. 3. Do thừa chất béo phì. Khi chế độ ăn uống quá nhiều làm cho trọng lượng cơ thể tăng lên quá nhiều, cột sống không thể chịu được sức nặng lớn, vậy sẽ gây thoát vị đĩa đệm. 4. Do tai nạn hay chấn thương khi hoạt động thể thao, sinh hoạt làm cho đĩa đệm bị ảnh hưởng và gây thoát vị. 5. Một vài nguyên nhân khác cũng gây ra thoát vị đĩa đệm. Sử dụng rượu bia và các chất kích thích một cách quá mức, thường xuyên stress và ăn uống không đủ chất. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ các gút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị, bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.